Chào các bạn, trước mắt các bạn là một khu chợ của người Mexico. Mỹ là một hợp chủng quốc nên họ có rất nhiều khu chợ riêng biệt phục vụ cho mỗi cộng đồng dân cư đặc thù như thế này. Người Mexico ở Mỹ thì chiếm khá đông dân số nên họ cũng có rất nhiều khu chợ mễ như thế này phục vụ cho đời sống ẩm thực. Đặc biệt khi đến các khu chợ mễ, bạn sẽ thấy hàng hóa ở đây rẻ hơn so với thị trường chung. Và rau củ, trái cây thì lúc nào cũng tươi ngon. Đến các khu chợ Mexico thì lúc nào cũng rộn rã bởi các giai điệu âm nhạc Latin truyền thống của họ. Là gian hàng các sản phẩm được làm từ ớt, cây và chua là một trong những đặc trưng đậm nét trong ẩm thực của người Mexico. Và khi đi mua sắm ở chợ mễ thì chúng ta không thể bỏ qua gian hàng trái cây và các loại rau củ. Những quả xoài vàng ươm và thơm ngon như thế này thì chỉ chừng 3 đô cho 1 ký. Người Mexico rất thích dùng xoài trong ẩm thực. Họ dùng xoài để chế biến món cocktail, làm sốt salsa hoặc rau trộn salad rất thơm ngon. Và đây là những quả quýt chín vàng bóng đẹp, vỏ mỏng, bên trong thì ngọt nước và giá thì chừng khoảng 5 đô 1 ký, rất vừa túi tiền. Và đây là quả xương rồng, một món ăn vô cùng phổ biến trong ẩm thực của người Mexico. Khi bổ quả xương rồng này ra thì bên trong phần thịt màu đỏ, vị ngọt thì nhạt hơn so với thanh long và phần hạt thì hơi cứng. Theo nhiều khảo sát khoa học thì trong quả cũng như cây xương rồng chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao. Ngoài quả ngọt thì người Mexico còn dùng cây xương rồng để nướng hoặc làm các món xào rất thơm ngon trong bữa ăn hàng ngày của họ. Quả táo mơ mềm này lại rất giống quả hồng xiêm của Việt Nam nhưng kích thước lớn hơn rất nhiều. Đây được xem là quả hiếm của vùng Nam Mỹ. Quả này khi chín thì có vị ngọt, ngoài dùng để ăn ra còn làm sinh tố, kem, các món tráng miệng và đặc biệt làm hương liệu trong chế biến rượu vang. Mexico là quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Có lẽ vì vậy mà ẩm thực của nước này có phần nào đó tương đồng với ẩm thực Việt Nam. Họ cũng dùng củ sắn, khoai mì, các loại khoai, trái dừa trong chế biến món ăn hàng ngày. Vì vậy với người Việt, chỉ cần đến chợ mễ thì sẽ tìm thấy các loại rau củ như ở quê nhà với giá cả rất bình dân so với túi tiền. Món ăn của người mễ thì có mùi nồng và đặc trưng nhất là hai vị cay và chua. Vì vậy chợ mễ thì không thể thiếu các mặt hàng gia vị cũng như các loại đồ khô. Đặc biệt trong ẩm thực của người Mexico thì không thể nào thiếu ớt. Họ xay ớt để làm cocktail, làm sinh tố và trong một số thức uống có tẩm ớt trên miệng ly hoặc ăn kèm muối ớt với các loại trái cây như xoài, táo. Và đến nay thì cách thưởng thức này trở thành một sự thú vị được cả thế giới ưa chuộng. Và đây là quầy đồ sống, các loại thịt cá và phô mai. So với rau quả thì mặt hàng này có phần hạn chế về độ tươi ngon so với các khu chợ khác trên thị trường. Và đây là bánh ngô, một món không thể thiếu trong bữa ăn của người Mexico. Loại bánh này dùng để làm các loại món cuốn, phổ biến như là món cuốn truyền thống của người Việt. Mỗi một món ăn hay một món cuốn của người Mexico, nhìn trên tổng thể thì đó là một sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và các loại dinh dưỡng. Người Mexico rất khéo léo trong việc sử dụng các loại đậu cũng như các loại rau quả và đặc biệt là sử dụng vị béo của quả bơ làm vị béo chủ đạo cho bữa ăn. Đây là một sự kết hợp khôn ngoan và khỏe mạnh so với xu hướng sống khỏe và an toàn thực phẩm trong thời đại hiện nay. Trong tất cả các loại salad thì món salsa trái cây của Mỹ là loại salad được yêu thích nhất. Sự kết hợp cân bằng, độ chua ngọt và mùi thơm của trái cây cùng với độ cay mặn vừa phải sẽ đem đến cho bạn một món khai vị tuyệt vời khi bắt đầu mỗi bữa tiệc. Và hôm nay bếp nhà Mà Chip sẽ cùng cả nhà chúng ta làm thử món salad xoài cà chua, một món salad trộn cực kỳ phổ biến vào mùa hè của người Mexico. Món salad này thì khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần thái hạt lựu tất cả các loại rau củ và trộn cùng các loại gia vị thì đã có ngay một món rau ngon lành và bổ dưỡng. Các loại rau củ ở đây mình có chính là hành tây, ớt chuông hai màu xanh và đỏ, dưa leo, cà chua,
và tất nhiên không thể thiếu một món trái cây, đó là xoài. Với xoài thì mình chọn quả không quá chín mềm. Quả xoài có độ chắc, ngoài vỏ có những chấm sần li ti trên bề mặt thì cơm sẽ dày, vị chua ngọt vừa phải mới đúng loại xoài dành để làm salsa. Sau đó chúng ta sẽ dùng dao khứa trên bề mặt nửa quả xoài để lấy phần thịt bên trong theo khối hình hạt lựu như thế này. Cuối cùng thì cho tất cả nguyên liệu đã sắc vào trong một thố và không quên thêm một ít rau ngò với tía tô đã thái nhuyễn lên trên. Trộn vào salad một ít muối, đường và ớt bột cho vừa miệng, vắt vào một nửa quả chanh, tạo thêm vị chua thanh cho salad. Nếu đúng là vị của san sò thì vị chua và cay là hai vị nổi trội nhất của món salad này. Sau cùng thì dùng thìa trộn cho rau củ ngấm đều các gia vị và bọc thố lại bằng màng bọc thực phẩm và cất ngăn mát tủ lạnh trong vòng nửa tiếng. Món salsa xoài này cần được ăn lạnh mới cảm nhận được độ mát và giòn ngon của các vị trái cây và rau củ. Thường người Mỹ họ sẽ ăn salsa cùng với tacos và các loại chip. Nhưng bạn cũng có thể thay thế các loại chip trên bằng hoành thánh chiên. Vị béo và giòn của hoành thánh kết hợp với vị ngọt thanh của xoài và giòn của dưa leo, thêm độ hăng và cay của ớt và hành tây thì sẽ đủ để tạo cảm giác ngon đến đánh thức mọi giác quan trong cơ thể của bạn. Món salad này có thể ăn kèm với các loại hải sản dành cho món chính hoặc cũng có thể là món ăn vặt đầy dinh dưỡng dành cho những ai muốn giảm cân. Hy vọng salsa xoài sẽ giúp bạn bổ sung thêm món mới trong thực đơn dinh dưỡng của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ tư và thứ bảy mỗi tuần trên kênh Góc Nhà Mẹ Chip.